Hello mọi người, hôm nay chị Lân sẽ làm món bánh mì bí đỏ. Cái món bánh mì bí đỏ này ở bên Romania thì người ta còn gọi là palatinta cu doblac. Thì làm cái món bánh mì này rất là đơn giản nha mọi người, nhưng mà cái phần nhân ở bên trong, phần nhân bí đỏ ăn rất là thơm ngon và béo. Bây giờ nếu mà cả nhà thích cái món bánh mì bí đỏ này thì mời cả nhà vào bếp mình cùng làm chung với Lân nha. Ở đây thì Lân có một trái bí tầm khoảng 1,2 kg nha cả nhà. Lân chẻ trái bí ra làm đôi, rồi bắt đầu Lân gọt cái vỏ Lân bỏ nha. Cái trái bí này cái vỏ của nó hơi cứng á, cho nên gọt nó hơi khó một tí xíu. Nhìn cái trái bí nó vàng, nhìn ngon ha cả nhà. Sau khi mình gọt cái vỏ bí rồi á, mình chẻ trái bí ra nha cả nhà. Rồi mình dùng cái muỗng á, mình nạo ở bên trong, mình bỏ cái ruột nha. Bí sau khi mà mình gọt vỏ sạch sẽ rồi đó, bây giờ mình đem đi rửa cho sạch nha mọi người. Rửa bí xong rồi bây giờ mình sẽ đem đi mài bí nha cả nhà. Mình mài cho nó nhỏ nhỏ như thế này nè, để một hồi mình xào cái nhân của nó đó cho nó thơm ngon hơn nha. Lần cho cái bí này vào trong chảo nha mọi người. Mình cho thêm vào đây là 100g đường và một ít muối, 200ml nước cốt dừa. Xong rồi mình bắt lên trên bếp á, mình xào cho cái nhân nó chín. Mình cho nước cốt dừa vào á, cái bí của mình nó thơm mà nó béo dữ lắm cả nhà. Bí này của mình nó ngọt sẵn rồi cho nên Lân chỉ cho thêm 100g đường thôi. Còn nếu cả nhà thích ăn ngọt hơn thì mình cho thêm nha. Cái này tùy theo khẩu vị của mỗi người nha. Sau khi xào bí một lúc á, bây giờ Lân sẽ cho vào trong cái chén này nè, là 2 muỗng bột năng hoặc là bột bắp đều được nha cả nhà. Xong rồi mình cho một ít nước vào trong đây, mình khuấy lên cho nó đều, cho nó tan cái bột. Rồi bắt đầu mình cho hết vào trong cái phần nhân mất bí của mình. Mình xào để cho cái phần nhân của nó sánh lại. Cái phần nhân lúc này á, nó chín rồi đó cả nhà. Thì mình xào thêm một tí xíu nữa cho cái nhân của mình nó hơi khô lại một tí xíu nữa nha là được. Phần mất bí của mình nó dẻo và nó thơm lắm cả nhà. Như thế này là được rồi nè. Nếu mà cả nhà có cái hương vanilla thì mình cho thêm một ít hương vanilla cho cái phần nhân của mình nó thơm hơn nha. Bây giờ mình tắt bếp và để cái phần nhân nó nguội nha cả nhà. Lon sử dụng ở đây là 25g men tươi. Thì nếu cả nhà không có men tươi thì mình sẽ sử dụng 7g men khô nha. Lon cho thêm một ít bột mì và một ít sữa tươi hơi ấm ấm vào trong cái men á. Mình khuấy đều lên rồi mình để khoảng tầm 2-3 phút á, cho cái men mình nó nở rồi bắt đầu mình đi nhồi bột làm bánh nha. Cái này thì Lân gắp thêm một ít bột mì lên trên cái men á, rồi bắt đầu á, Lân để ở đó cho bột nó nghỉ, cho cái men nó nghỉ, rồi bắt đầu khi nào men nó nở rồi bắt đầu mình đi làm bánh. Men của mình nè, lúc này cả nhà thấy nó nở rồi nè. Bây giờ thì Lân cho 600g bột vào trong cái thao nha. Rồi bắt đầu Lân cho thêm nửa muỗng cà phê muối và 80g đường. Sau đó mình cho thêm một cái quả trứng gà nữa. Lân sẽ cho thêm vào đây là 350ml sữa tươi ấm ấm á cả nhà. Nhồi một lúc thì Lân sẽ cho thêm vào đây là 50g bơ. Khi mà cho bơ vào thì mình nhồi thì bột của mình nó sẽ hơi nhão một tí xíu. Nhưng mà cả nhà yên tâm, mình nhồi một tí xíu là bột nó sẽ mịn lại à. Sau khi nhồi bột xong rồi, bây giờ Lân cho thêm một ít dầu ăn lên trên mặt bánh. Để bắt đầu mình dùng cái khăn mình đậy lại. Mình ủ khoảng tầm 40 đến 50 phút, ủ cho đến khi nào bột nở gấp đôi. Cục bột của mình bây giờ nó nở rồi nè cả nhà. Bây giờ mình sẽ chia bột ra thành 4 phần nha. Mình dùng cái cây cán bột á, mình cán cho nó dài và nó mỏng, nó to ra như thế này nè cả nhà. Thì mình cán càng mỏng thì cái bánh của mình nó càng ngon nha.
mình cho cái phần nhân vào bên trong á cả nhà. Rồi bắt đầu mình trải cho nó đều cái phần nhân ra. Sau đó thì mình cuộn cái phần bánh của mình lại. Mình cho bí vào trong cái khay nướng. Rồi bắt đầu mình sẽ dùng cái khăn mình chùm lại. Mình ủ thêm 20 phút nữa nghe cả nhà. Rồi bắt đầu mình sẽ đem đi nướng. Bánh của mình ủ được 20 phút rồi. Bây giờ thì Lân sử dụng ở đây là một cái lòng đỏ trứng gà và một ít sữa tươi. Xong rồi Lân quét lên trên mặt bánh. Hôm nay cái lòng đỏ trứng gà của mình nó nhạt quá. Cho nên cái màu bánh của mình nó không có được đẹp cho lắm. Sau khi quét trứng lên trên mặt bánh rồi, bây giờ Lân cho vào trong lò nướng. Mình nướng ở nhiệt độ 160 độ C tầm khoảng 35 đến 40 phút nha cả nhà. Đây là thành quả bánh của mình này cả nhà. Bánh rất là mềm và thơm. Bánh nó rất là thơm nha cả nhà. Ở bên trong thì béo cái mùi nước cốt dừa và cố bí, rất là ngon luôn. Để cho món bánh của mình nó ngon hơn nữa thì cả nhà rắc thêm một cái lớp đường vanilla nha.